hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy đấy, các phụ nữ người ta cần nhất. Vâng, xin chào bác, cái xe đạp và may giới thiệu bác một mẫu touring có giảm sóc, mang hợp kim bộ khung nhôm hợp kim nhẹ, mang hợp kim nhôm 6061 dòng Media model Crossway 90. Thì đây cũng là một trong những cái mẫu mà từng rất là bán chạy bên cửa hàng bên em, mẫu dòng touring có giảm sóc của Merida với cái tông màu chủ đạo là màu đen, màu ghi đen, rất là khỏe xe. Xe độ mới đánh giá là trên 90% xe, chủ cũ rất là giữ gìn nên là xe rất là đẹp bác nhá. Đây là mẫu touring dành cho những bác ưa thích những dòng xe tay ngang có giảm sóc mà làm từ hợp kim nhôm nhẹ của 6061. Bây giờ xin mời nhớ đổi chiếc xe. Vâng, thì cái model Merida này thì bên em đã về từng rất là nhiều. Cái model trước đây của dòng Merida Crossway của nó là hàng model 60, thì đây là cái model cao cấp hơn của Crossway 90, khung làm từ hợp kim nhôm. Thông số của xe đây, bên dưới của khung xe vẫn còn ghi hợp kim nhôm aluminum AL6061. Thì như các bác biết thì những cái dòng xe đạp thể thao thường thì những hợp kim nhôm siêu nhẹ, thì đây là một trong những cái dòng xe khung nhôm siêu nhẹ, nhôm aluminum 6061. Đó là trọng lượng của xe rất là tối giảm, rất là nhẹ xe. Và xe đều đặc biệt là có bộ giảm sóc cho các bác đi những cái đường gồ ghề, với cái tông màu rất là khỏe xe, tông màu đen. Điểm nhấn là những chỉ đỏ và cái màu ghi trên xe, dành cho những bác thích những tông màu tối. Dáng xe được tôn lên là hơi form về phía trước, giúp cho các bác có lực đạp và rất là khỏe và rất là bon xe. Tổng thể xe đánh giá là mới trên 90% xe. Xe này về rất là đẹp, dòng xe dòng touring Crossway, model Crossway đây 90. Chủ cũ đi rất là giữ gìn xe. Cổ phốt ghi đông chính hãng bản thao xe của Merida. Và điều đặc biệt trên cổ phốt ghi đông xe là có cái căn chỉnh điều chỉnh cổ là cổ phốt gật gù. Đây có những góc nghiêng cho các bác, giúp cho các bác đi mọi địa hình có thể tay lắm, có thể giúp cho các bác đi thoải mái hơn. Điều chỉnh bác gặp lớn ốc ngoài ra và vặn điều chỉnh lên xuống cao thấp tùy chỉnh cho với khung người đạp. Cổ gật gù nhá, điều chỉnh được cổ cao thấp theo người đạp xe. Ta đắm các số đúc với bản theo xe. Xe trang bị với tay bấm xả Shimano. Tay bấm xả Shimano 8 tầng lip, chính hãng với bản theo xe. Bên tay phải em là chính hãng của Shimano. Bên tầng đĩa, 3 tầng đĩa. Xe rất là đẹp, rất là mới. Tổng thể xe đánh giá trên 90% xe. Dòng touring có giảm sóc rất là ít về bên em của dòng Merida. Thì cái mẫu model Merida này là được cải tiến hơn cho trước, khi model cũ là được thêm bộ giảm sóc đằng trước và bộ hợp kim nhôm nhẹ hơn, làm hợp kim nhôm khung nhôm 6061 toàn bộ. Giảm sóc chính hãng của Merida cũng là model của Crossway, nguyên bản theo xe. Vành chính hãng của xe, nguyên bản theo xe, vành của Merida. Vành Merida nhé, có biểu tượng hình ngọn núi. Bên phía chiếc vành đây, vành nhôm hai lớp. Lốp chính hãng nguyên bản theo xe. Xe rất là ít đi nhưng mà rất là giữ gìn, cái bộ lốp của nó rất là mới đây. Catadrom gai lốp cũng còn nguyên. Lốp của Merida luôn đó nhé, chính hãng. Kích thước lốp 700x32C. Kích thước lốp cơ bản của dòng touring. Bề mặt lốp to hơn, giúp cho các bác đi bám sát mặt đường rất là tốt. Đây là dòng touring có giảm sóc. Cổ gật gù điều chỉnh theo cái khung người đạp, lên xuống thấp tùy chỉnh cho các bác. Khung nhôm hợp kim nhôm 6061.
model Crossway 90 phiên bản mới, cải tiến hơn so với mẫu phiên bản cũ trước đây là được trang bị với bộ khung và in nhẹ và giảm tốc đằng trước. Yên ngon bản theo xe. Ở đằng trước yên thì có cái lỗ hõm thì giúp cho các bác ngồi rất là thoáng. Điểm chỉ đỏ trên yên xe cho rất là nổi bật. Gạt đĩa của Shimano Thule. Củ đề sau là củ đề của Shimano Thule TX. Trang bị với 8 tầng lip. Chính hãng bản theo xe. Đây, các bác nhìn rõ xích lip còn rất là mới, xe rất là ít đi. Còn gần như là trên 90% xe. Vành là xong là vành nhôm hai lớp chính hãng của Merida. Và lốp của Merida nguyên bản theo xe. Toàn bộ theo xe, toàn bộ linh phụ kiện trên xe là zin 100% luôn. Từ lốp cũng là zin luôn, lúc lốp của Merida. Và chiều cao đứng của khung xe nó thể hiện rõ khung xe là size 44. Tức là size S. Thích hợp các bác là 1m6 lên trên 1m7. Cọc liên nhôm. Đánh giá độ mới của xe trên 90%. Xe có giảm sóc dòng touring, trang bị với 8 tầng lip, 3 đĩa, sử dụng của xe 24 tốc độ. Cổ gật gù. Thích hợp các bác yêu thích những cái dòng xe touring đạt đường phố có giảm sóc và điều chỉnh căn chỉnh theo cái tay lái của ghi đông xe lên xuống rất tiện lợi. Lip xích còn rất là mới, lip xích còn nguyên bản. Đây các bác nhìn rõ bên trong cái chắn lip bảo vệ lip, cái lớp nhựa nó vẫn trong suốt ấy. Sẽ rất ít đi, còn xe đi lâu rồi sẽ là ngả màu vàng. Bây giờ xin nói chi tiết hoạt động của xe. Với xe trang bị 8 tầng lip lên lip, lip xích nguyên bản theo xe rất là mới. Cúi lip bên phải là 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, thì nó rất là trơn tru và mượt mà. Mà hầu như hoạt động của xe không có lỗi chi tiết nào cả. Rất là bon. Ít về cũng về một chiếc dòng touring có ẩm sóc được đẹp như vậy. Đây là dòng các model đời mới của dòng Merida. Cải tiến hơn so với những mẫu trước đây em đã từng giới thiệu qua. Làm từ bộ hợp kim khung nhôm siêu nhẹ của dòng nhôm 6061 có ẩm sóc. Mẫu model Merida Crossway 90. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Merida model Crossway phiên bản mới, được cải tiến hơn so với những phiên bản trước đây với làm bộ hợp kim nhôm 6061, hợp kim nhôm siêu nhẹ và nâng cấp thêm là càng trường trước là càng giảm sóc cổ gật gù. Và xe nó mới rất là cao nhé, trên 90% xe. Và xe giá gốc tốt bên em là 6.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác trong ngày mai.